Bây giờ ở đây Bồ Tát nói đoạn cuối, Bồ Tát dạy rằng lại nữa, thiên tử Bồ Tát nên xa lìa 10 thứ tâm kiêu mạn. Kiêu mạn là một cái tâm bất thiện. Thật ra chúng ta có rất nhiều tâm. Thí dụ như là tâm ăn năn, tâm hối hận cũng là cái tâm thiện. Tâm từ bi, tâm hỷ xả, những cái tâm đó là tâm thiện. Còn cái tâm mà bất thiện là cái tâm ngược lại, như là tham, sân, si, hay là tà kiến, hay là ganh tị. Tất cả những cái đó nó đều là tâm hết, nhưng mà nó thuộc về tâm bất thiện. Vậy thì chủ yếu chúng ta ứng xử trong đời sống hàng ngày phần lớn là từ tâm. Mình đối xử với nhau như thế nào nó đều tùy vào, nó đều là đối xử bằng cái tâm hết á. Cái tâm mình nó khởi thì nó đi tới hành động lời nói. Nhưng mà hễ mà mình cái tâm đó nó được điều khiển bằng thiện thì lời nói thiện, hành động thiện. Nhưng mà nếu mà cái việc đó nó cái tâm nó khởi ác xấu thì nó sẽ đi đến hành động và lời nói xấu. Ví dụ như nó khởi bằng cái tâm thương yêu thì mình gặp một cái người đó khổ, hoặc là cái người đó họ có niềm, họ có những cái khó khăn, thì tự nhiên mình thể hiện cái sự lân mẫn của mình bằng cách là đem bằng mình tới, mình ngồi kế bên mình an ủi, mình dỗ về. Còn nếu như không có thì mình, nếu mà cũng con người đó khổ, nhưng mà bây giờ mình sẵn cái tâm không ưa, cho nên mình thể hiện bằng cái sự rất là thích thú. Thấy người đó khổ mình rất là vui, thậm chí mình cười xong mình nói đáng đời, đáng kiếp, cho biết thân, thí dụ vậy. Thậm chí tệ hơn nữa thì sao, khổ bao nhiêu đó chưa đủ đâu, đáng lý phải khổ nữa kìa. Thành thử ra trong cuộc sống này á, tất cả những cái cách chúng ta đến với nhau nó đều từ tâm hết, nó đều phụ thuộc cái tâm hết. Nhưng mà cái tâm đó được thể hiện bằng cách nào, cho nên cái đó gọi là tâm sở. Tâm sở là gì? Tâm là cái chính, sở là cái phụ theo, cái đi theo cái tâm đó. Thí dụ như mình đưa cho người đó ly nước, tại mình cái tâm mình muốn mà. Mình thấy người đó khát nước, mình thấy người đó tới ngồi chơi nãy giờ mà không ai rót nước, tâm mình khởi lên. Nhưng mà bởi vì mình khởi bằng cái tâm tình cảm, cho nên nó thể hiện bằng sự tình cảm. Nhưng mà mình không muốn rót nước cho người đó, tự nhiên giờ má biểu mình phải rót, ba biểu mình phải rót thì cũng đi vô rót vậy. Nhưng bây giờ cũng cái hành động rót nước đó, nhưng mà bây giờ nó rót bằng cái tâm gì? Tâm bực bội, cái tâm không thích. Cho nên trong khi rót nó đã thể hiện, và bưng cái ly nước tới nó thể hiện, thì người ta nhìn vô, ta nhìn cái hành động đó, ta biết mình đang khởi tâm gì với họ. Cho nên trong cuộc sống này tất cả nó đều căn cứ vào tâm, và những cái phụ thuộc vào nó thì chúng ta gọi là tâm sở. Thì ở đây là tâm ngã mạn hay là kiêu mạn là tâm sở bất thiện. Nó nằm trong 14 thứ tâm bất thiện. Thí dụ như là tham nè, sân nè, si nè, vô tàm nè, vô úy nè, phóng dật nè, tà kiến nè, đó, ngã mạn nè, tất cả những cái tâm đó đều là tâm sở bất thiện. Nhưng mà có những cái tâm sở gọi là tâm sở thiện. Ví dụ như là tâm thương yêu, tâm hỷ xả, tâm tha thứ, tất cả những cái hành động đó tâm thiện. Vì vậy mà chúng ta học Phật á, là chúng ta đủ chánh niệm để chúng ta manage cái tâm của mình. Mình điều phục, mình chỉnh đốn cái tâm của mình, làm sao để cho cuộc sống mình, mà cái người mà sống bằng cái tâm thiện á, là họ là người đầu tiên được bình an, rồi người thứ hai thì mới được họ tiếp đãi. Thì cái đó là cái người phụ thuộc bên ngoài, nhưng mà chính bản thân mình, nếu mình sống được cái tâm lành thì tự nhiên mình an ổn. Thương ghét chẳng bận lòng, tối duỗi hai chân ngủ. Đó là lời của tổ dạy đó. Thương ghét chẳng bận lòng, tối duỗi hai chân ngủ.
Tại vì cái người mà ngủ không được là một là quá nhớ, nhớ và thương. Nhờ nãy Pháp Hòa có gặp một anh Phật tử, anh chở đứa con đi làm từ ở xa tới. Mà vì đứa nhỏ này nó mới vừa lớn lên, và lẽ ra là nó được đi học lái xe rồi, nhưng mà tại cái mùa dịch nè, đâu có trường dạy lái xe nào mở đâu. Thành thử ra mà gặp lúc nó xin đi việc làm thì ta nhận nó từ ở xa đến đây đi làm 10 ngày. Ông cha không yên tâm, bây giờ nó không có xe nó đi rồi sao? Cha phải chở nó đi. Chở nó đi rồi đi vô thấy cái tiệm của con lớn quá mà con mình nó coi chừng. Ông ở nhà ông không yên tâm, ông lái xe lên ông ngồi ngay tiệm với nó. Phải không? Đó là, cũng là, thì cái tâm đó là tâm thiện gì. Nhưng mà khi mà mình thương cái người đó rồi á, là bắt đầu mình bồn chồn, mình khó, mình không ngủ được. Hôm qua nhớ hồi nhỏ mấy chú tiểu, lúc còn mấy chú còn nhỏ vậy. Cái chú mà gần Pháp Hòa nhất là chú Trung Đạo. Chú vô lúc năm chú 7 tuổi, mà nó cứ quấn quýt ở bên mình thôi. Mà tối là chú là ngủ với Hòa nhiều nhất mà. Rồi mình đúng là cái nghĩa là mình ở lâu rồi mến tay mến chân. Nhiều khi sáng nó đi học, nó đi học vậy mà mình biết chiều nó về chứ. Tự nhiên tới trưa cái mình nhớ nó, nhớ thiệt là nhớ, cái ngồi khóc. Nhớ đệ tử ngồi khóc. À, mình mới thấy là đúng ra thương ghét mà có trong lòng rồi thì ăn không yên, ngủ không yên. Rồi cái đứa nào mà nó lì lợm, nó nghịch quá trời, nó vô trong trường mà nó phá phách sáng mà chừng từ khi mà nó vô lớp cho tới trưa chiều đó nha. Mà Pháp Hòa mà thấy cái điện thoại mà cái trường nó nổi lên là 90% là ảnh rồi đó. Ảnh quậy là trường gọi tới anh mắng vốn đây. Mà y điện thoại mà trường học mà reo nửa ngày vậy. Mà hoặc là ví dụ như á, nó đang đi học mà nửa giờ nó gọi về là có hai lý do. Một là nó bệnh, nó gọi về nó biểu mình tới trường đón nó về, trường gửi về nhà, bệnh rồi không được ở trường học. Hai là gì? Nó thiếu gì, nó quên gì đó. Có nhiều khi anh làm một cái bài tập gì đó rồi đi học cái anh quên, anh phòn, cái là mình phải sắp vô trường cho anh, thí dụ vậy. Cho nên mình ghét một người nào đó, mình bực bội, mình ngủ không được đành rồi. Nhưng mình thương một người nào quá đó, rồi mình nhớ nhung, mình cũng khó ăn, khó ngủ lắm, vì thương quá. Thì cái người cha cũng vậy, cái người mẹ cũng vậy. Con mà đi đứng mà chưa về là mình rất là lo. Cho nên nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo là vậy. Đó là trong kinh Vu Lan báo hiếu. Mà mình chỉ làm thầy thôi, mình đâu có sanh đẻ gì đâu. À, mình, nhưng mà nó ở với mình lâu ngày rồi, mình nhớ. Đi học thôi, có gì đâu, chịu về thôi. Mà tự nhiên có bữa đi học mà mình trông cho nó về trưa vậy, tự nhiên ngồi nhớ nó, cái ngồi khóc khan gì. Cho nên nó làm cái tâm mà kiêu mạn là cái tâm mình không có mà cứ nghĩ là mình có. Mình không được vậy mà cứ nghĩ mình là vậy. Những cái tâm đó là tâm cái, ví dụ như ở trong kinh liệt mình có bảy loại. Thứ nhất là mạng. Kiêu là gì? Là kiêu hãnh. Chữ kiêu này là kiêu hãnh. Mạng là mình khinh thường. Thí dụ như trong kinh nói kiêu nó cũng có ba loại nè. Mình nghĩ mình đẹp hơn người ta, kiêu. Mình nghĩ mình giỏi hơn ta, kiêu. Mình nghĩ mình trẻ hơn ta, kiêu. Mình nghĩ mình khỏe hơn ta, kiêu. Chữ kiêu là gì? Kiêu hãnh. Lúc nào mình cũng đề cao mình lên, mình gì cũng hơn ta hết. Cho nên hãy thường thường mà cái phát mình hay chọc, cái Pháp Hòa hay chọc thôi. Hãy nói chữ kiêu cái sao? Kiêu. Mà kiêu vậy thì làm gì? Ngó lên không à? Chờ hồi nhỏ mấy vị cho nhiều lúc cho mình cái sâu chuỗi bự quá, phải không? Đeo vô cổ nó nặng kình kịch vậy. Pháp Hòa nó cái sâu này được á, cho những người nào mà lúc nào cũng đi cũng ngó lên trời đó, thì đeo nó nặng quá phải cúi xuống. Cho nên rồi
hồi xưa có mấy cái ông mà ông thợ may quần may áo đó, anh ta tới đo may áo, ông hỏi dạ chẳng hay anh làm nghề gì, làm chức cao hay chức thấp. Thì cái ông bán, cái ông mà may quần áo, ông mới nói trời ơi, ông là người thợ may thì ông chỉ có bổn phận may áo quần thôi chứ mắc chi hỏi nghề nghiệp của tôi. Ông nói không phải, tôi hỏi để tôi biết mà tôi may. Nếu mà ông làm mà chức lớn á, thì tôi may cái vạt trước nó ngắn. À, xin lỗi, vạt trước nó dài, vạt sau nó ngắn. Mà nếu ông mà làm chức nhỏ đó thì tôi may vạt trước nó ngắn, lạt sau nó dài. Hỏi tại sao vậy? Nó tại vì người mà chức lớn á, thường lên ra đường hay vảnh mặt lên, cho nên ngước như vậy thì cái áo nó phải giật lên, cho tôi phải may cái vạt trước nó dài một chút, cái vạt sau nó ngắn. Nhưng mà nếu ông là người chức thấp á, mà người mà thấp thì hay làm cái gì? Hay lòn cúi, hay khom, phải không? Cho nên tôi phải may cái vạt trước nó thấp một chút, vạt sau nó dài. Cho nên trong kinh nói kêu nó nghĩ mình khỏe, là nghĩ mình trẻ, là nghĩ mình giàu, vân vân, kêu. Thì trong kinh nói á, một á, chữ mạng nó có 7 loại. Một là mình có mạng là gì? Mạng là mình bằng người nhưng mình cho mình hơn người. Có không? Trong xã hội nó cũng có như vậy. Có những người bằng người khác thôi nhưng mà lúc nào cũng cho người khác hơn. Ví dụ như mình cũng học như vậy đó, nhưng mà lúc nào mình ra mình nói mình học hơn người kia không à? Đó là mình bằng người nhưng cho mình hơn người, thì cái đó gọi là mạng. Mình thua người mà mình cho mình bằng người, cái đó gọi là quá mạng. Mình bằng người mà, xin lỗi, mình thua mà mình cho mình bằng, cái đó là quá mạng. Còn mà mình lúc nào cũng cho mình hơn người thì gọi là mạng quá mạng. Ba loại rồi phải không? Cái thứ tư là gì? Lúc nào cũng tự mãn không chịu học, cái đó gọi là tăng thượng mạng. Thí dụ như ta nói chị làm cái này được này, nhưng mà tôi có cái cách này hay hơn, nhanh hơn. Không, đủ rồi. Lúc nào cũng cho mình là hay là đủ rồi, không có học nữa, cái đó gọi là tăng thượng mạng. Cái thứ năm là gì? Gọi là tà mạng. Tà mạng là gì? Trong người mình á, nó nặng cái chủng tử của bên ngoài. Thí dụ như là lúc nào mình cũng đem người khác ra để mình so sánh, hay là để mình bắt chước người ta, nhưng mà thiệt sự ra mình không biết được là mình là cái gì. Ví dụ như mình là người Việt, mình cũng có những cái của người Việt, nhưng mà mình đã cứ đem cái người khác vô, học cái của người khác, mà trong khi đó nó không dính dáng gì tới mình hết. Cái thứ sáu là ti liệt mạng, là thua kém nhiều mà nói mình thua kém ít. Thua kém người ta rất là nhiều nhưng mà nghĩ tôi thua người đó một chút thôi. Rồi cái cuối cùng là gì? Ngã mạng. Ngã mạng thì nó có 2 loại. Một là chấp mình, hay là cái của mình. Ví dụ như mình nghĩ là tôi, cái gì cũng tôi hết á, nhưng mà rồi cái những cái thuộc về tôi, cái đó gọi là ngã mạng. Thì trong kinh nói 7 loại. Thì ở trong này Ngài Văn Thù Sư Lợi dạy, nếu mình xa lìa được 10 thứ tâm kiêu mạng như vậy đó, thì mình có được cái, mình có được cái sự dễ thương. Trong này Ngài mới liệt kê nè, mạng về ngã đó, cái này là gọi là ngã mạng nè. Ngã mạng là gì? Tức là mình kiêu hãnh, mình khinh thường về mình coi người khác rẻ, mình nghĩ mình tốt, mình hay hơn, cho mình coi người khác rẻ. Cái này gọi là mạng về ngã. Thí dụ mình đẹp hơn, mình quý phái hơn, mình thông minh hơn à. Hay là bây giờ mình nói ví dụ như mình ở nhà cao nè, mình có xe đẹp nè, mình có người làm nè, đó. Cho nên mình ra đường rồi là mình coi mọi người nhẹ nhàng lắm.
Tại vì sao? Vì lúc nào trong đầu mình cũng bao nhiêu những cái thứ đó. Nhà mình là nhà giàu, mình đi xe đẹp. Thật ra đi chiếc xe đẹp hay là đi chiếc xe thường, nhưng mà cái người mà người ta leo lên chiếc xe đẹp á, người ta lúc nào người ta cũng ngó ra ngoài để người ta coi coi có người xung quanh có nhìn mình và có ca ngợi gì mình không. Đó, cho nên những cái mà nó những cái mình sống trong đó, mình có cái đó, cho nên lúc nào mình cũng tự hào về những cái mình có. Ví dụ như mình ở chùa lớn đi, nhiều khi không khéo mình cũng bị một cái gọi là mạng về ngã nữa. Thấy không? Mạng về ngã là gì? Tôi ở chùa lớn. Thấy không? Hoặc là mình đệ tử của một vị hòa thượng nổi tiếng. Mình đi đâu mình cũng tự hào về cái sự đó của mình. Nhưng mà cẩn thận. Tại vì mình á, làm đệ tử của một vị thầy hòa thượng nổi tiếng, một vị thầy nổi tiếng, một vị thầy giỏi, thì mình phải dễ thương cho dữ để không làm mất mặt thầy đó. Mà cái cách sống của mình, cái cách tự cao, tự đắc của mình á, người ta lắc đầu và người ta nói tội nghiệp cho ông thầy. Có những dạng đệ tử này. Không? Cho nên mình á, nếu mà mình bị ngã mạn về cái của mình, ví dụ tôi đệ tử thầy giỏi nè, tôi ở chùa bự nè, không đó, hoặc là con tôi làm bác sĩ nè, đó, tất cả những cái đó là thuộc về gì? Thuộc về mà ngã mạn hết. Tại vì có những cái mình không phải cái đó, nhưng mà có những cái nó thuộc về mình, như là con cái, như là chị em, như là gia đình. Thí dụ như đấy, mình đi ra đường mình nói ba tôi hả giàu nhất xứ đó, hay là ba tôi là cái này, ba tôi là cái kia, tất cả từ vật chất cho đến con người, mà không phải là mình mà của mình thôi, tức là có đồ của mình đó. Em mình là bác sĩ, nhà mình là bự nhất ở vùng đó, thí dụ vậy đó. Đó, cái đó thuộc về ngã mạn hết, mạn về ngã. Thứ hai, thí dụ như có nhiều người, người ta tự cao, người ta khoe vậy đó. Thế thì cái người khác mà họ bực quá, nói anh giàu kệ anh chứ tôi có ăn uống gì được của anh mà anh khoe. Thí dụ vậy đó. Nói ba tôi là cái đó, thì kệ chứ tôi đi tới đó tôi cũng phải trả tiền chứ. Đâu có free đâu mà khoe. Thí dụ vậy. Cho nên á, thí dụ như mình mà lỡ mình vướng vào một cái tâm ngã mạn là tôi là đệ tử của vị này, tôi là thuộc về chùa kia, vân vân. Nếu mình tự nhận như vậy thì mình lại phải càng tu tập giỏi nữa. Làm sao mà để mình thấy rằng thầy của mình được như vậy mà tại sao mình không học được gì của thầy hết? Có nhiều khi mình làm sao mà để cho người ta phán cho một câu, tôi nói chị làm đệ tử thầy đó, hay là anh làm đệ tử thầy đó mà anh chị không được cái gì, học được cái gì của vị thầy đó. Mình nghe như vậy đó, tự nhiên mình thấy mình phải sanh tâm tam quý. Hoặc là bây giờ á, hồi xưa có nhiều thầy đi ra đường á, thời Phật á, tôi là đệ tử của Gotama, tôi là đệ tử của Phật Thích Ca. Thì các ngoại đạo người ta mới cười. Người ta nói trời ơi, xưng là đệ Sa Môn Thích Tử gì mà chẳng giống. Hồi xưa người ta trong kinh luật hay kể như câu chuyện vậy đó. Cái lời người ta quở Sa Môn Thích Tử, tức là ông Sa Môn này con của dòng họ Thích, con của một vị thầy họ Thích, Sa Môn Thích Tử. Cho nên ví dụ như người ta hay nói mình đó, các mình là Thích Tử, Thích Tử là con Phật Thích Ca. Cho nên có nhiều vị người ta gọi mình là Thích Tử, hay là mình cũng có khi mình tự xưng mình là Thích Tử, hoặc là đôi khi mình tự xưng mình là gì, Điều Ngự Tử. Có vị xưng mình là Điều Ngự Tử là gì? Con của đấng Điều Ngự. Con đấng Điều Ngự là gì? Chữ điều là điều phục chế ngự. Đức Phật là người có khả năng điều phục cái tâm, chế ngự cái tâm. Thí dụ như cái tâm tham khởi lên, chế ngự được cái tâm đó. Hay là thậm chí
giờ mình thấy cái đó mình thích quá, nhưng mình không có để biểu lộ cái tâm mà mình tham quá cho người ta thấy vậy, thí dụ vậy. Cho nên mình xưng mình là điều ngự tử. Thì mình có quyền chứ, nhưng mình xem coi mình khi mình nói như vậy, nhưng mà mình làm được gì để cái danh nó tương đồng, chứ không thôi người ta thấy nó chênh lệch. Mình là con nhà giàu mà sao cái thể hiện mình nó không có vẻ gì con nhà giàu hết. Đã lẽ ra con nhà giàu thì phải có cái tỏ vẻ quý phái, sang trọng và rộng lượng chứ. Tại sao con nhà giàu gì mà kêu rít vậy? Có nhiều khi mình xưng mình con nhà giàu nhưng mà cái cách sống của mình ta thấy không có thể hiện con nhà giàu. Thứ hai là mạng về đa văn. Đa văn là gì? Học rộng nghe nhiều. Thật ra học rộng nghe nhiều tốt chứ. Trong kinh cũng hay khuyến khích mình mà. Mình phải học rộng biết nhiều để phát triển trí tuệ, nhớ không? Trong kinh Bát Đại Nhân Giác á. Điều một trong những điều giác ngộ là phải các vị Bồ Tát phải nhớ rằng phải học rộng biết nhiều. Cái sự lười biếng đưa đến chỗ đọa lạc. Vì vậy con người phải chuyên cần hành đạo. Vậy thì học rộng biết nhiều là gọi là đa văn. Nhưng nếu mà đa văn mà để mình tự cao tự đắc thì cái đa văn này nó hại lắm. Vì vậy mà ngày xưa ông Tô Đông Pha đó, ông rất là giỏi. Ông là một trong những người mà chuyên môn đi đấu với ngài Phật Ấn thời nhà Tống. Nhưng mà lúc nào ông cũng bị ngài Phật Ấn hết đó. Tại sao? Tại vì ngài Phật Ấn là một bậc tu hành, không bao giờ muốn tranh chấp với ông. Nhưng mà ông là cái người chuyên môn đem cái sở học của mình ra để đấu. Vì vậy cho nên lúc nào rồi cũng bị thua hết á. Thật sự ngài Phật Ấn không hề muốn hơn thua gì với ông. Nhưng mà cái người mà người ta quá đắm trong cái chuyện gọi là hơn thua thì đôi khi ta mất gì? Mất cái bình tĩnh và quên thấy phần của mình. Ví dụ như có một lần ông bất kính với ngài Phật Ấn vậy đó. Ông nói: Hòa thượng, nếu mà ông mà thua đó nghe, ông phải thua, tôi mà thua đó là tôi để cái sợi dây nịt, cái dây mà quan hay đeo vậy đó. Thì ông mới nói với ngài Phật Ấn một câu: Hòa thượng cho tôi mượn cái thân ông ngồi chơi được không? Ý nó là hòa thượng khom xuống cho ông ngồi lên lưng hòa thượng ngồi chơi. Hòa thượng mới nói: Ngũ uẩn tứ đại vốn không, chẳng hay tể tướng ngồi, có chỗ nào để tể tướng ngồi. Nếu mà ông học kinh Phật, ông phải biết rằng thân tứ đại, thân ngũ uẩn là không. Ông ngồi ở đâu? Thân này thân tứ đại, thân ngũ uẩn, chỗ đâu ngồi? Có nhiều khi mình nói một câu nhưng mà bị người ta bẻ lại. Cho nên học rộng biết nhiều là tốt để phát triển trí tuệ, nhưng không phải để mình đi khoe. Cho nên rồi cuối cùng ông tự nói một câu: Đa văn bác học, đa văn ngộ. Ngộ là gì biết không? Khờ khờ. Chữ ngộ này không phải là giác ngộ. Cho nên ví dụ như người Bắc mà người ta gặp mình, ta nói anh này ngộ ha. Ngộ là mình hơi hơi đó. Bác học đa văn, bác học minh. Bác học đa văn, bác học minh là đa văn bác học, nhưng mà cuối cùng mờ mờ, không có biết. Ví dụ như vậy nè, mình sống ở trong đời cái gì mình cũng biết hết á. Con cái không biết điều là cũng mệt rồi. Mà thật sự trong đời này á, anh có thể nghèo, anh có thể học không có học, nhưng anh biết sống á, không ai khinh anh được hết á. Anh biết điều, anh biết điều hay lẽ phải trong cuộc sống, không ai khinh mình á. Mà thậm chí người ta còn quý mình nữa. Người không có học nhưng mà rất biết sống, rất biết điều. Điều này là gì? Điều hay lẽ phải, điều quấy điều sai. Điều này là gì nữa? Biết trên, biết dưới, biết trong, biết ngoài. Còn sống mà không biết gì hết
cứ đi đâu cũng cứ nghĩ mình là ông trời thôi. Nhiều khi mình ông trời chỗ này mà mình lại là lính chỗ khác. Cho nên người sống mà biết mình biết ta thì trăm trận trăm thắng. Còn người mà ví dụ như nghĩ mình đa văn học giỏi rồi đi đâu cũng khinh thường người khác á, thì thật sự ra người khác, người ta cũng coi thường mình lại. Coi thường bằng cách nào? Cái người đó học cao hiểu rộng, nhưng mà cách, xin lỗi, tư cách không có, ví dụ vậy. Cho nên trong Phật giáo á, các vị xuất gia có hai phần. Một là chuyên tu. Giờ cái vị đó không cần học gì hết, chỉ chuyên tu thôi. Mà chỉ cần người đó mà chuyên tu, người ta đảnh lễ cúng dường, trời người tán thán. Tại vì mục đích chính của cái người đạo là gì? Là tu. Chứ người ta đâu phải đi tìm học vị của mình đâu. Nhiều khi học vị người ta còn hơn mình nữa kìa. Nhưng mà tại sao những người học vị người ta đảnh lễ? Tại vì ở chỗ tu. Ví dụ quý vị thấy những bậc tôn đức của mình không? Hòa thượng Làng Mai nè, Hòa thượng Trúc Lâm nè, Hòa thượng Trí Tịnh nè, Đức Đại Lai Lạt Ma nè, những bậc đó. Bác sĩ, những cái người mà trí thức ở xã hội kính nể, làm học trò. Tại sao? Tại vì cái đức và cái tu của quý ngài. Cho nên đó, nếu mà mình mạng về đa văn thì mình sẽ dở đi. Thứ ba là gì? Mạng về biện tài. Biện tài là gì? Biện tài là cái tài hùng biện, cái tài luận nghị. Nhưng mà mình cũng không lấy làm ngã mạn, tự cao, tự đắc về cái đó. Tại sao? Tại vì cao nhân tất hữu, cao nhân trị. Mình là một cao nhân thì có những người cao nhân khác. Thí dụ nói bây giờ tôi làm thầy, nhưng mà trước mình có thầy nữa không? Có. Không có ông thầy đó sao đào tạo ra mình? Thành thử mình đừng nghĩ mình là trước mình còn có người nữa. Như vậy đó. Cho nên mỗi người mình, hoặc là mình giỏi biện tài ở phần này, nhưng mà không phải giỏi chỗ khác. Pháp Hòa ví dụ như mình học Phật, có thể mình giỏi biện tài về Phật học, nhưng mà đứng trên phương diện khoa học có thể mình không bằng. Và mình nhớ là cái gì mình có biết đi nữa, nó cũng khía cạnh nào thôi. Không phải là cái gì mình cũng biết. Cho nên những người mà người ta vào chùa mà người ta tu, mà người ta ôm bao nhiêu cái kiến thức ở đời mà người ta tu đó, thì cái đó nó làm trở ngại cho mình tu. Mà nó nằm ở trong bát nạn. Và nó thuộc về cái nạn thứ 8 đó là gì? Đó là thế trí biện thông. Thế trí biện thông là gì? Cái trí tuệ của thế gian mình nó rất là thông suốt, mà chính cái đó nó là cái trở ngại cho mình. Tại mình không có phục, mình không có chịu học. Ví dụ như mình là người giỏi, bây giờ vô chùa mình phải đi chùa cầu nè. Ở ngoài mình là ông gì không biết, chứ mày vô chùa mình làm cái người trong bếp nè, phải đi nấu ăn cho chúng nè, phải quét nhà nè, phải đi chùa cầu nè. Thưa đại chúng, cái đó chùa không phải, cái đó là mình, không phải là mình hành hạ người đó, mà là cái gì biết không? Cái đó là sự tôi luyện. Nếu anh làm được những việc này thì anh mới đúng là một bậc thầy mô phạm. Anh làm gương, và thậm chí anh dẹp ngã. Anh dẹp được cái ngã là anh tu tới nơi tới chỗ. Còn ngã là khó tu lắm. Ngã lớn, ngã nhỏ gì không biết, ngã nào đó không biết, nhưng mà còn là khó tu. Và vì vậy mà ngày xưa, dù người đó nhà giàu, một khi bước vô chùa tu rồi thì cái giàu cất lại. Thậm chí mà người nào mà nói, con bây giờ con bán miếng đất, con có được 200 ngàn đây, con đem vô chùa con cúng cho chùa 200 ngàn. Chùa không có nhận cái đó đâu. Tại sao biết không? Mình cúng như vậy rồi mình vô đây mình ở, lúc nào trong bụng mình,
trong này có 200 ngàn của tôi đó. Mà chúng mà lãng quạng, mấy đồng tu mà lãng quạng á, chị đừng có quên nghe, chị ở đâu là một phần của tôi đó, nguy lắm. Vì vậy mà tại sao người tu ở chùa tu là cha mẹ không có dâng tài sản gì hết đó. Hồi nhỏ mấy chú ở đây đi học cũng vậy, cha mẹ không có đem tiền vô, mà nếu cúng là cúng dường tam bảo, chứ không có được nói là con cúng này để thầy lo cho chú này chú kia, không. Tại sao vậy? Cái nó lỡ coi gì, trời ơi tôi đưa ống tiền lo cho nó mà sao không lo. Rồi giờ nếu cái đứa nhỏ nó biết ba mẹ mà đem tiền vô gửi, nó đâu có nghe lời nó... Cho nên ai đem vô đây cúng là cúng tam bảo nha, không có cúng riêng cho chú nào con, một đứa con nào hết. Mà nói là tiền mấy chú đi học là phải quà lo. Mình lo như vậy thì thứ nhất nó có cái tình. Vô chùa tu thì thầy lo cho mình, và mình biết rằng mình có ơn với thí chủ đàn na. Mình nhận cái ơn đó, mình ráng mình tu học để mình đền ơn thí chủ. Rồi thứ tư là gì? Mạng về lợi dưỡng danh xưng, có không? Hai thứ nha, lợi dưỡng và danh xưng. Lợi dưỡng là gì? Của cải vật chất. Danh xưng là tên tuổi của mình. Thí dụ thôi, ai với em mình được tình cảm của một người nào đó, người ta vô chùa cái mình tu mà sao mình hơn huynh đệ mình hết. Quần áo phải loại đẹp nhất, phải đeo đồng hồ tốt nhất, phải có chiếc xe riêng đẹp nhất. Vì vậy cho nên có, nếu mình muốn tất cả những cái lợi dưỡng đó thì bắt đầu mình phải có cái khuynh hướng là đi tìm bổn đạo riêng, đi làm quen với một vài người Phật tử nào đó để người đó thương quý mình và lo cho mình. Hồi đó Pháp Hòa có một vài sư đệ em vô chùa tu, nhưng mà cứ không có bỏ được cái tật, cái tâm đó. Cho nên lúc nào cũng muốn tìm người này người kia để làm quen, để mà được. Thậm chí đến ngày sinh nhật cũng phải nhắc người ta nữa. Ngày mai sinh nhật con á, bữa hôm con đi chợ con thấy cái đồng hồ đó con thích lắm á. Thì các Phật tử người ta không vui, mà mình biết được mình cũng rầy. Thật sự mà nói, nếu nói cho cùng, nếu mà đứng trên phương diện lợi đi, mình thật tâm mình tu mình không có thiếu gì hết á. Mà người tu mà cần gì đâu nhiều. Xin lỗi bây giờ đấy ha, đeo đồng hồ là cũng dạng xưa rồi đó. Tại vì bây giờ không có ai đeo đồng hồ nữa. Phần lớn ít ai đeo đồng hồ. Đồng hồ nằm đâu? Ở trên cái phone á. Cái gì nó cũng nằm trên cái phone hết trơn rồi. Cho nên bây giờ ít có ai người ta đeo đồng hồ lắm. Nhưng mà mình ông thầy ấy, nhiều khi đi đám đi đồ, người ta nhờ mình cái giờ đó mấy giờ phải di quan. Đang đứng tụng kinh tự nhiên móc cái phone ra bấm, thấy nó kỳ quá. Phải không? Cho nên mình để cái đeo cái đồng hồ. Đeo đồng hồ là để cái gì? Coi giờ thôi. Ở đây có cái nhà đám, Pháp Hòa cứ nói giờ ông làm ơn treo cái đồng hồ vô trong cái nhà hoàng giùm cho tôi. Mà mình kêu ông treo vô cái vài bữa cái ông dọn ra. Pháp Hòa hỏi sao vậy? Ông nói cái phong tục của người Tây Phương á, vô trong này rồi là phải để tâm cho người mất, không có coi giờ. Quý vị thấy không? Tại vì thí dụ như vô mà đi đám người ta mà cứ 2 giờ rồi sao chưa đi. đi đám mà không có hết lòng, đi mà còn bị cái giờ giấc nó chi phối. Mà khổ nỗi người của mình á, một số người thì người ta rất là quan trọng cái giờ đó, phải không? Vì vậy cho nên á, nó cũng có những cái nó bất tiện. Mà Pháp Hòa là ít khi nào mà mình khi mà cái kiểu mà đi đâu cũng lè cái phone vậy, chứ phải đeo cái đồng hồ. Đi phi trường hay đi cúng gì đó, người ta nhất là mình biết gia đình nào mà người ta hay
Bây giờ là không có đeo cái, mà nhờ mấy thầy mỗi lần đi đám cái có thầy nào đi theo cái hay hay khều họ mấy giờ rồi. Tại vì nhiều gia đình ta quan trọng chuyện đó lắm, di quan phải đúng giờ. Mà nếu mà mình đang đứng cúng vậy này phải không, mà lỡ mà quên tắt cái phone nó, trời ơi, đang đứng cúng đang đứng cúng, mẹ còn đó, con còn tất cả, mẹ đi rồi tất cả cùng đi, nó reo bất tiện lắm. Cho nên là lợi dưỡng và danh xưng trong cuộc sống của chúng ta nó bị hai cái, một là danh, hai là lợi. Người mà nhiều danh á thì người ta lại mượn danh tìm lợi, lấy cái danh của mình ra để kiếm lợi cho mình. Nhưng mà ngược lại cũng có những người sao, ta dư lợi rồi nhưng mà ta thiếu danh, thì người ta lấy lợi đi đi mua danh. Cuộc sống này nó có con người mình không nhỏ lớn giàu nghèo gì, cũng ví dụ bây giờ mình là chủ tiệm chủ nhà nó cũng là danh rồi, còn lợi ai mà không có, bất quá là ít hay nhiều thôi. Nhưng mà nếu chúng ta ngã mạn về cái lợi mình đang có và cái danh mình đang có thì đó là một cái trở ngại cho mình. Cho nên người tu mình cũng vậy, ai gọi mình gì cũng không sao hết á. Có nhiều khi người ta vô người ta gọi sư cô cái khều khều, ni sư rồi không phải sư cô đâu. Trời ơi, tôi thấy bà cô tôi kêu cô chứ phải tôi kêu ông này ông kia sao. Có nhiều khi mình bị khổ mấy cái từ như vậy lắm. Rồi bây giờ cái bắt đầu biết bao lâu mới quen cái miệng gọi ni sư, cái bữa nay ni sư cái khều sư bà rồi. Hay là hòa thượng rồi, hay thượng tọa rồi. Mà cuối cùng mình kiếm, mình bỏ hết, mình đi kiếm một chữ danh thôi là gì? Khất sĩ. Có ai mà dám ra đứng giữa đại chúng đây, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là hòa thượng gì không? Một chữ thôi, con là tỳ kheo. Trăm tuổi hạ cũng ra đại chúng xưng tỳ kheo. Tỳ kheo là gì? Đó là cái giới phẩm của mình. Mà thật ra cái chữ thượng tọa hòa thượng không phải là cái danh xưng trong cái cuộc sống của người xuất gia đâu. Nó là danh xưng trong giới đàn. Hồi xưa là tổ chức giới đàn mới có danh xưng đó. Nhưng mà sau này mượn cái từ đó ra ngoài để mà trong cái việc hành chánh, chứ nó đâu phải là danh xưng của người tu. Quý vị đọc trong kinh coi có bao giờ Phật nói này hòa thượng Xá Lợi Phất không? Tất cả đều là tôn giả hết. Người tu đáng quý, bậc tu hành đáng kính. Cho nên nhiều khi nghe cái từ nó cay, nó kêu quá mình cũng sợ nữa. Pháp Hòa ví dụ như cái quý vị đọc cái quyển cái nghi thức cầu siêu Hòa Soạn. Quy y tăng, cái câu hồi xưa là quy y tăng bậc tu hành cao tột. Thì Pháp Hòa cũng ngại cái từ đó, mình xin phép giữ cái chữ khác nữa, bậc tu hành thanh tịnh. Nghe chữ cao tột giống như mình, thì dĩ nhiên đây là không phải mình, nhưng đây là đoàn thể của tăng. Nhưng mà nhiều khi cái người đó người ta ngồi người ta đọc, nhiều khi đó họ đâu phải là những người hiểu đạo hết đâu. Họ nhiều cái từ nó ấy quá. Ví dụ như quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thiên thần quỷ vật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy ngoại đạo tà giáo, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy tổn hữu ác đảng. Pháp Hòa xin phép không dám dùng mấy cái đó trong cái nghi thức. Đây là mình soạn riêng cho mình thôi. Nhưng mà bởi vì mình ở quốc độ nào, mình hiểu được cái số lượng người ở quốc độ đó, có những cái người ta chưa có thông, thôi mình đừng để người ta tác ý, mình đừng để người ta khởi tâm, người ta nhìn chữ mà người ta luận đó. Cho nên mình là một người tu đơn thuần là mình mừng lắm rồi. Lỡ mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tỉ hiềm. Phải không? Đó là 10 lần trót lỡ đó.
Rồi đó cô Diệu Đại, cô Tâm Hiệu nói trời, ở đời người ta một lần lỡ người ta muốn chết rồi, thầy tới 10 lần trắc lỡ. Thì trong đó có một cái lỡ là lỡ mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Mình mà có một cái danh gì nó vang lên thì thế nào, những cái mũi tên hiềm khích nó cũng nhắm mình. Cho nên thật ra cái lợi dưỡng là cái chuyện bình thường trong cuộc sống, ai cũng có đó. Nhưng đừng có tự hào về những cái đó. Người ta muốn gọi mình là cái gì gọi, mình không có xưng. Mà nếu có xưng thì nữa, xưng cái gì mà nó đơn giản nhất, nó dễ nhất. Cho nên Pháp Hòa rất thích mà ký tên ở dưới mình để hai chữ Phật tử gì đó thôi. Ví dụ Phật tử Pháp Hòa cũng được. Nhiều khi mình chưa thấy mình xứng đáng với những cái từ kia nữa kìa. Mạng về ngã, mạng về đa văn, mạng về biện tài, mạng về lợi dưỡng danh xưng, mạng do trụ A Lan Nhã. Đấy, hồi nãy cái này Hòa nói nè. A Lan Nhã là chùa chiền, là nơi chốn. Nhiều khi mình ở chùa to mình cũng tự hào nữa. Có một câu chuyện vui á, có cái anh đó, anh ra anh khoe với bạn ảnh. Ở nhà anh ở đâu? Ở Việt Nam mình, như thí dụ như mình ở trong ấy, mình tin mình là khu nào sang nhất đi, mình nói ví dụ. Đó đó, anh có biết nhà tôi khu đó không? Mới nói khu đó ra, ôi, chỗ đó toàn là dân giàu có ở không nghe. Nhà tôi đó đó, anh thấy cái building lớn thiệt là lớn đó. Đó đó, cái chỉ hồi cái nhà rách ở dưới đó giờ. Mình ở sát bên vậy đó. Tức là mình ở ké thôi. Giống như Pháp Hòa nói ví dụ nè. Mình đi đâu mình nói em mình tin, không ai biết em mình tin đâu hết trơn á. Buồn đời vậy đó. Vậy mà bây giờ mình nói cái hỏi, tôi không hình dung ra thầy ở đâu à. Ở Canada thầy ở đâu? Toronto hả? Dạ không. Bây giờ cuối cùng phải mượn đâu biết không? Vancouver. Vậy hả, thầy ở gần Vancouver hả? Dạ gần 1200 cây số. Như phải nói vậy để người ta khái niệm là mình ở cái phía miền Tây của Canada. Nhưng mình nói, nếu mình nói khơi khơi em anh tình, người ta không nhận ra đâu hết. Trời ơi, có nhiều Phật tử, trời ơi, rồi bữa nào con đi thăm thầy, con của con ở Canada đó. Nói ra là biết ở đâu rồi. Còn để tồn tồn phải không? Thầy ở gần thôi. Dạ gần 3000 cây số. Mạng về trụ A Lan Nhã. A Lan Nhã đó, thật ra chữ A Lan Nhã là chỗ nào? Chùa chiền. Có nhiều khi mình cái đó là cái duyên của mình, cái duyên và cái phước của mình. Nhưng mình biết rằng nếu mà cái duyên đó, cái phước đó mình không tu, mình sẽ bị dở đi. Cho ví dụ mình được cái duyên mình làm đệ tử của một vị hòa thượng tôn đức, được mọi người biết kính trọng, mình phải tu cho dữ nữa để mình làm hài lòng và đúng với cái danh đó chứ. Rồi, mạng về công đức đầu đà. Đầu đà là sao? Đầu đà là khổ hạnh. Thí dụ bây giờ mình là người sống rất là phạm hạnh, sống rất là tiết chế không? Nhưng đừng lấy cái việc sống bình an thanh tịnh của mình mà coi thường người khác. Có nhiều khi mình ý mình là người giữ giới, mình là người thế này thế kia, cho nên mình chỉ trích rất là nhiều người. Cái đó cũng không hay. Tại vì sao? Tại vì nếu mình làm như vậy, mình mất đi cái duyên phước mình độ các vị đó. Thí dụ mình là một cái người thanh tịnh đó, mình đến mình dạy, mình hướng dẫn một cái người mình biết họ có lỗi đó, mà mình cảm hóa bằng cái đức của họ đó, mình cho họ cái sự nương tựa, họ quý mình lắm. Ngài biết con là người có lỗi mà Ngài vẫn bao dung con. Cho nên mình không có tự hào về cái sự tu tập của mình. Thí dụ như hồi xưa có một hòa thượng vị tổ á, ngài giữ giới tinh chuyên lắm. Thì có một hôm á, ngài thấy có một cái người đó rất trẻ,
đi đến nhắc nhở Ngài, nơi bạch hòa thượng, chúng con rất là quý trọng cái đức của Ngài, nhưng mà con xin nhắc là Ngài hay ăn cơm, Ngài thức ăn còn dính trong bát á, Ngài không có tráng bát, Ngài không có vét hết thức ăn trong đó, cho nên cái phước của Ngài nó cũng bị mất một phần. Nhưng mà con thấy Ngài là bậc tu tập, cho nên con không có nỡ thấy Ngài mất cái phần phước nhỏ đó. Ngài cái gì cũng tròn hết á, nhưng mà có một chút đó Ngài bị khuyết, con xin thưa. Thì Ngài tỉnh dậy, Ngài mới thấy cái người trẻ đó, Ngài mới nghĩ rằng đó là Ngài Văn Thù Sư Lợi. Tại vì trong kinh hay nói là Văn Thù Sư Lợi là một đồng tử. Cho nên là Ngài giật mình vậy đó, Ngài mới viết lại cái lời đó. Để nhắc có nhiều khi mình tu tập, mình được các vị thiện thần, người ta thương mình. Người ta thấy mình tu dữ lắm, nhưng mà có những cái mình sơ ý, mình không để ý. Mình nhiều khi mình sơ ý cái chuyện đó. Mỗi ngày mình làm một cái việc gì đó, mình sơ ý, mình không biết. Nhưng mà cái tâm tu mình rất tốt, thì các vị thiện thần người ta thấy thương, người ta sẽ đến, người ta nhắc nhở mình. Hoặc là có nhiều khi á, mình bị bế tắc một cái gì đó không thông, tự nhiên khiến sao mình gặp một cái người đó, người ta nói một câu, hoặc là một cái việc gì nó xảy ra, tự nhiên mình thông. Đó là các cái vị hộ pháp thiện thần người ta hộ trì cho mình. Cho nên người có công đức tu tập tốt, nhưng mà cẩn thận, đừng có nghĩ ý vào cái công đức đó rồi mình coi thường người khác, mình mạ lị người khác, không nên. Thì thay vì như vậy mình mất cái duyên độ họ. Mạng về quyến thuộc phú quý, giống nãy qua nói vậy đó. Nhiều khi mình là cái người có quyến thuộc phú quý, mình lại tự hào về cái đó. Mạng về được thích, phạm, hộ thế, phục vụ. Chữ thích là gì? Đây là trời đế thích. Chữ phạm này là gì? Tức là phạm thiên. Hộ là gì? Hộ pháp. Quý vị có đọc Luân Hoàn Sám không? Hộ thế tứ thiên vương, các vị chủ thiện phạt ác. Đọc mấy câu này trong Luân Hoàn Sám nhiều lắm đó. Tức là ở trong cuộc sống chúng ta, tứ đông tây nam bắc đều có bốn vị thiên vương hộ trì, nhớ không? Và đồng thời á, có những vị hộ pháp phạm thiên. Chủ thiện phạt ác là gì? Những vị trừng trị những người làm ác và hộ trì những người làm thiện. Nếu mình á, được cái duyên là được các vị thích, phạm, hộ thế, phục vụ, thì đừng có tự cao về cái đó. Nhưng mà cái thời nay thì cái đó thật ra thường thường á, những vị mà người ta được cái này không ai nói đâu. Nhưng mà đây là sự nhắc nhở chung, nếu mình được cái phần đó. Mạng về thần thông thiền định. Có những người, người ta ngồi thiền, người ta có được những cái thần thông, nhưng người ta không khoe. Có những vị hòa thượng á, các ngài như đắc được thần thông vậy đó. Có những việc các ngài biết trước, nhưng mà các ngài không có nói. Hoặc là các ngài nói một cái điều gì rất là xa xôi. Ví dụ như có những vị hòa thượng trước khi viên tịch là các ngài nói trước, trong tương lai thế giới này sẽ mắc một cái chứng dịch mà phải lâu lắm mới có thuốc đó. Thì bây giờ người ta luận đoán rằng ngài đã nói đến cái dịch COVID chúng ta đang bị đây. Pháp Hòa nghe kể là Pháp Hòa có một vị sư ông, tức là những bậc thầy của mình ngày trước, những bậc thầy của Hòa ngày trước, có những vị hòa thượng các ngài rất là giỏi. Sáng ra là ngài nói bữa nay chuẩn bị nha, chùa có khách, và khách bao nhiêu nam bao nhiêu nữ và ở lại bao lâu luôn. Và nhiều khi bữa nào có khách là ngài nói trước vậy đó.
Nhưng mà các ngài không bao giờ khoe khoang. Giống như sư ông mà mình thờ phía sau nè, đó, sư ông đó là biết trước ngày đi đó. 13 tháng giêng mà đại chúng lên chúc Tết sư ông nói là mấy con ở lại cho mạnh giỏi ngàn, 3 ngày nữa sư ông đi. Hay là sáng rằm tháng giêng á, thí dụ khuya nay là 14 nè, 2 giờ sáng là sư ông bảo thầy thị giả lên thỉnh chuông trống Bát Nhã báo cho chúng biết là sư ông sắp đi về Phật. 2 giờ sáng thỉnh chuông trống đại chúng tập hợp lên hết, rồi sư ông bảo là tất cả hãy niệm Phật để cho sư ông đi. Đó, sư ông mình đang thơ đó. Và ngài cầm cái sâu chuỗi, ngài niệm vậy nè, mà mấy vị nào mà khóc là ngài không cho, ngài nói đừng có khóc, để cho ngài đi. Đến ngày lần chuỗi, đến khi mà cái sâu chuỗi mà ngài dừng lại là ngài đi. Đó, sư hòa thượng đó. Mạng về thần thông thiền định, mạng do đối với Phật Pháp Tăng được tính bất hoại. Ví dụ mình là một Phật tử thuần tín đối với Tam Bảo. Đây trong này nói nè, đối với Phật Pháp Tăng được tính bất hoại, chứ tính là niềm tin bất hoại. Nếu mình là một Phật tử thuần thành bất hoại với Tam Bảo cũng không khinh thường người khác. Nếu mình được như vậy, mình phải nên tu tập như thế nào để cảm hóa những người bất tín hay là những người niềm tin chưa vững? Rồi, được gì nữa? Được các hàng trời, rồng, dạ xoa, càng thác bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, cung kính tán thán. Đây là bát bộ, thiên long bát bộ. Trời là thiên đó, rồng là long, dạ xoa là ba, càng thác bà là bốn, A-tu-la là năm, Ca Lầu La là 6, Khẩn Na La là 7, Ma Hầu La Già là 8. Chúng ta thường gọi chung là Thiên Long Bát Bộ, phải không? Mà Ca Lầu La là một trong những loài mà chúng ta trưa nào cũng cúng cho họ ăn đó, Đại Bàng Kim Si Điểu. Và Ca Lầu La này là mình âm lại từ một cái chữ gọi là Garuda. Cho nên Hòa Thượng Làng Mai dịch cái bài đó là Đại Bàng Garuda, quỷ thần nơi khoáng giả. Thay vì mình dịch là Đại Bàng Kim Sí Điểu, nhưng mà thật Kim Sí Điểu là mình dịch, là mình diễn đạt lại, nhưng mà thật sự con chim này, cái tên của nó là Garuda. Cho nên khi Hòa Thượng là viết cái bài này bằng tiếng Việt, ngài đọc là, ngài dịch là Đại Bàng Garuda, quỷ thần nơi khoáng giả, thì Garuda mình đọc là Ca Lầu La. Mà là Ca Lầu La là gì? Chim cánh vàng. Chim cánh vàng, Kim Sí Điểu. Càng Thác Bà, Càng Thác Bà là nhạc thần, thần nhạc ở trên trời. Có những vị gọi là hương thần. Cho nên ta nói Thiên Long Bát Bộ. Kim Dung có một bộ phim tên là Thiên Long Bát Bộ. Nhưng mà Thiên Long Bát Bộ này là gì? Đây là những loài quỷ thần, trời, A-tu-la, dạ xoa, vân vân. Cho nên mỗi ngày mình tụng kinh, mình đọc cái bài đó đó, Thiên A-tu-la, dạ xoa đẳng, Thiên A-tu-la, dạ xoa, là mình đọc được ba chủng, ba loại trong tám loại. Thiên A-tu-la, dạ xoa đẳng, đẳng là vân vân. Trong đó gồm có Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già. Nhưng mình đọc không hết tám loại đó, mình nói chung Thiên A-tu-la, dạ xoa. Lai thính pháp giả ưng chí tâm, các vị đến đây nghe pháp hãy nên chí tâm. Chí tâm làm gì? Ủng hộ Phật Pháp cho thường còn, ủng hộ Phật Pháp sử thường tồn, khiến cho Phật Pháp được trường tồn. Các cần hành Thế Tôn giáo, mỗi vị nên siêng nghe lời Phật dạy. Trú dạ tự thân y pháp trụ. Trú dạ là gì? Ngày đêm an trú ở trong cái pha giáo pháp đó. Trong đó có một câu là hoặc ở địa thượng, hả không? Hoặc ở không, hoặc ở địa thượng hoặc hư không. Có những người ở trên mặt đất, có những loài ở trên hư không. Có một Phật tử lấy câu này ra chúc Pháp Hòa đó. Con chúc thầy hoặc ở địa thượng hoặc hư không,
Địa thượng là ở đâu? Ở dưới đất, ở chùa. Còn hư không là lúc nào mình lên máy bay mình bay. Con chúc thầy lúc hoặc ở dưới đất hoặc hư không, hoặc ở địa thượng hoặc hư không. Cho nên cái bài đó là bài gì? Cái bài đó là bài tán hộ pháp và thỉnh hộ pháp về nghe pháp và hộ trì cho Phật pháp. Trong truyền thống của chùa Việt Nam á, tụng xong một thời kinh nào rồi, thường là nhất buổi tối, là cái ngày cuối cùng của thời kinh rồi là tối tụng bài đó. Hồi ở Việt Nam là người ta thờ hộ pháp tiêu diện ở cái phía sau chùa á, ngó vô. Cho nên tụng xong trong chánh điện vậy nè, tất cả đại chúng xoay mặt ra hướng về các vị hộ pháp tụng cái bài đó. Cho nên nếu mà mình được các vị này mà hộ trì trong này nói đó, được các hàng trời rồng dạ xoa càng thác bà tu la ca lầu la khẩn la la ma hầu la già cung kính tán thán. Có nhiều khi mình tu tập mà được các vị này cung kính tán thán mình, người ta hộ pháp mình đó. Ví dụ ha, mình có cái tâm ham tu lắm, nhưng mà mình hay dễ bị ngủ quên. Có nhiều khi người ta kêu mình dậy, tới giờ cái tự nhiên có một tiếng động nào đó làm cho mình giật mình thức giấc, nhìn lại đúng cái giờ đó không phụ. Mình phải tu mình mới cảm được cái đó. Về nói vậy mình không tin đâu, phải không? Nhưng mà nó có. Mà đâu, người ta đâu phải thể hiện. Thí dụ như đâu phải ai mà gõ cửa mình mở ra thấy nguyên con rồng nó à, tám bộ, đâu phải đâu. Có nhiều khi người ta hộ pháp mình một hình thức khác. Có nhiều người người ta bố thí cho chim ăn á, đúng cái giờ đó con chim nó tới, nó gõ cái mỏ nó vô cái cửa sổ, nó nhắc mình. Hồi chùa cũ nè, qua hay cho chim ăn á, trời đúng giờ thôi, đúng giờ là tới giờ đó là bắt đầu nó súng lại rồi, con đại diện tới cái cửa sổ nó cứ gõ vô hoài, đến khi nào mình mở cửa ra mình cho ăn thôi. Bồ Tát lìa 10 loại kiêu mạn này, liền không thối lui nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái câu này hay lắm nè, không bị tất cả ngoại đạo và ma oán làm hại. Vậy thì ngoại đạo ma oán là gì? Không phải là ma oán ở đâu đâu. Mình cứ tưởng, mình cứ nghĩ đi, mình sống ở trong đời mà lúc nào mình cũng đem cái sự ngạo mạn khinh thường mình ra mình sống á, người oán không cũng đủ chết rồi chứ đừng nói tới ma oán nữa, phải không? Người mà người ta trách mình, người ta phiền mình không là cũng đủ chết rồi. Cho nên mình sống sao mà mình đúng là vô não vô ưu chân cực lạc, bất cấu bất nhiễm thị Tây Phương. Mình mà không có bị bợn, không bị nhiễm, đúng là cảnh Tây Phương. Còn sống mà không có bị phiền não nó quấy rầy mình, vô não vô ưu, tức là không bị phiền não, không buồn rầu, đó là chân cực lạc. Cho nên ta nghĩa chữ cực lạc và Tây Phương là cái gì? Mình đang ở Tây Phương chứ gì nữa, không? Nhưng mà có điều là mình ở Tây Phương, mình vẫn không biết mình đang ở Tây Phương, mình cứ lo mình rong ruổi gì đó. Cho nên á, mười lìa mười kiêu mạn này, liền không thối lui nơi đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không bị tất cả ngoại đạo ma oán làm hại. Ngoại đạo là gì? Ở đây nghĩa, thí dụ ngoại đạo là những người không có cùng chí hướng với mình. Mà thật tình là như vậy. Mình làm sao mà để cho những cái người, người ta không phải cùng tôn giáo, cùng đức tin với mình, người ta nhìn vào cái đoàn thể tu tập mình, người ta cảm phục. Mình làm sao mà ta vô ta nhìn, ta ở có nửa ngày trời thôi, ta biết hết nội tình, quá dở rồi. Suốt mấy chục năm tu mà để cho một người ngoại đạo vô có nửa ngày mà biết hết tâm địa của mình, thấy không? Thành thử ra ngoại đạo ma oán đây là để thể hiện, để chỉ cho những cái gì bên ngoài. Sống mà mình không có dễ thương thì người ta trách oán mình nhiều lắm. Nói như vậy không có nghĩa là mình sống giỏi gì đâu, nhưng mà cố gắng thôi.
Còn ví dụ với cái người mà người ta quá ư là khó khăn thì mình làm sao mình happy, mình làm hết được bằng lòng cho mọi người. Nhưng trong cái thể, trong cái khả năng tương đối mình phải cố gắng. Khi ấy thiên tử Thiện Thắng bạch Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Nói xong rồi, nói xong cái chuyện này rồi. Thì bây giờ thiên tử Thiện Thắng bạch với ngài Văn Thù Sư Lợi. Tùy theo trụ xứ của tôn giả nên biết là đã có pháp môn này. Tức là Như Lai ở trong đó chuyển pháp luân xuất thế. Đây, bây giờ Thiện Thắng bạch với Văn Thù rằng tôn giả ở chỗ nào, đó là tùy theo trụ xứ đó, tùy theo trụ xứ của tôn giả, nghĩa là bất cứ chỗ nào tôn giả ở thì tôn giả nên biết rằng đã có pháp môn này. Nghĩa là sao? Không phải chỉ ở Việt Nam mới tu cái này, không phải ở Canada mới tu cái này. Bất cứ chúng ta ở đâu, nếu chúng ta có cái này, bây giờ nói cho cùng nè, trên cái quả địa cầu này chỗ nào còn có con người thì chỗ đó những cái pháp này cần hết. Phải vậy không? Đấy, tùy theo trụ xứ của tôn giả nên biết là đã có pháp môn này. Pháp môn này là pháp môn mà thấy được cái ngã của mình đó, thấy được cái mạng của mình đó. Tức là Như Lai ở trong đó chuyển pháp luân xuất thế. Chỉ cần chỗ nào có cái này là mình biết rằng đây là có được một cái sự vận chuyển pháp luân. Nhiều khi mình không cần làm gì hết. Mình chỉ cần sống như vậy thôi là mình chuyển pháp luân. Ngày hôm qua có một bà Mỹ ở hàng xóm của Tây Thiên á. Bà tới bà nhổ mấy cái gì cái bà cho chùa hôm qua cái gì quên rồi, bồ công anh, mà bồ công anh ở nhà bà rất là tốt, bà nhổ mấy bó to bà lên bà cho. Thì gặp Pháp Hòa bước ra, bà tới bà chào hỏi thăm, rồi xong cái đứng nói một vài câu thôi, rồi Pháp Hòa mới đáp lại bà. Vậy mà bà vui, bà nói trời ơi, tôi chỉ cần đứng nói chuyện với thầy có mấy phút thôi mà thầy đã khai mở cho tôi rất là nhiều thứ. Hồi chiều có anh em lái xe đi từ Calgary lên đây chở quà trên này từ hồi sáng cho tới chiều, từ sáng 9-10 giờ lên đây ở tới chiều, đợi được thăm. Tới hồi mình gặp em thì tới giờ nó đi về. Em ngồi được uống trà nói chuyện được nửa tiếng. Nó về phone quà. Con cảm ơn thầy. Chỉ có 30 phút ngồi nói chuyện với thầy mà thầy đã giúp cho con cởi mở rất nhiều những cái tư duy trong con. Tại vì sao? Con tư duy tiêu cực. Con chưa thấu đáo được những cái phần đó, nhưng mà nhờ thầy mở ra. Thì ở đây Pháp Hòa mới nói, Pháp Hòa chỉ muốn nói cái vấn đề gọi là chuyển pháp luân á. Có nhiều khi cái cách sống của mình thôi là mình đã chuyển pháp luân rồi, mình không cần nói. Nhưng mà nhiều khi người ta nhìn mình đó nha, là người ta biết sự tu tập của mình tới đâu. Có nhiều người người ta chưa hề biết mình là ai, ta chỉ nhìn qua màn ảnh thôi, người ta cũng đoán được mình khổ đau hạnh phúc cỡ nào. Tại vì người ta có cái nhìn. Rồi, khi mà thiên tử Thiện Thắng nói với ngài Văn Thù rằng tùy theo trụ xứ của tôn giả nên biết là đã có pháp môn này, tức là Như Lai đã ở trong đó chuyển pháp luân xuất thế. Nói xong như vậy rồi Phật nói đúng vậy, đúng vậy. Như ông đã nói, ở quốc độ nào Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuyết giảng pháp môn này thì coi như pháp vương an trụ ở đây. Chỗ nào Đức Phật xác định, chỗ nào ngài Văn Thù có mặt giảng thì giống như Phật giảng. Đó là mình nói theo ngài Đức Phật khen như vậy đó. Chỗ nào có ngài Văn Thù nói thì không khác gì tôi nói đâu. Mặc dù tôi chưa tới đó, nhưng mà ngài Văn Thù có mặt ở đó giảng như là pháp vương ở đó. Cái nghĩa nó còn cái nghĩa thứ hai là gì biết không?
Ở nơi nào mà trí tuệ pháp môn có mặt thì không khác nào Đức Phật đang có mặt. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa nói nè, ở chỗ nào có quyển kinh Pháp Hoa, nhớ không, thì ở đó như có Đức Phật. Cho nên có nhiều người ta có, hồi xưa có nhiều người đi tới trại tị nạn đó, đâu có Phật đó mà thờ. Ta đem nguyên quyển kinh Pháp Hoa, ta để lên bàn thờ, ta lại, ta tụng kinh, ta đảnh lễ. Tại vì sao? Tại vì tất cả tri kiến của Như Lai nằm ở trong kinh Pháp Hoa. Nói cách khác là kinh Pháp Hoa là gì? Là người sống được với cái tâm, người sống được với cái trí tuệ của mình. Mà người sống vậy là Phật có mặt rồi. Cho nên văn thù sư lợi là tượng trưng cho trí. Mà người nào mà, nơi nào mà có trí tuệ của Phật Pháp ở đó thì không khác nào Phật. Cũng giống như bây giờ á, những bậc thầy của mình không còn. Có thể những bậc thầy đó chưa bao giờ được ra nước ngoài sống ở. Nhưng ngày nay mình thể hiện cái cách tu tập của mình được truyền thừa từ các ngài, thì các ngài đã ở đây rồi. Nếu chúng sanh thực hành pháp này, đó là Phật tử chân chánh. Ai tin hiểu và thọ trì pháp này gọi là tu chân thật. Phật tử chân chánh, tu chân thật. Người đó đã được Phật điều phục, không thối chuyển nơi đạo quả vô thượng Bồ đề. Người nào mà có được cái thực hành cái pháp này, thọ trì pháp này, tin hiểu pháp này, thọ trì pháp này, thì người đó gọi là Phật tử chân chánh, tu hành chân thật. Người này đã được Phật điều phục, không còn thối chuyển ở nơi đạo quả vô thượng Bồ đề. Nghĩa là trên con đường tu, người này không lui sụp nữa. Mình tu mà nay buồn, mai giận, mốt nghỉ, mai tu rồi đó, cứ trồi lên chụp xuống vậy hoài đó, là nghĩa là cái pháp này nó không thấm. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Di Lặc, Tôn giả Ca Diếp, tức là Phật gọi hai vị Di Lặc Ca Diếp và Tôn giả A Nan: Thiện nam, ta nay đem pháp môn này phó chúc cho các ông. Quý vị để ý, trong này Pháp Hòa chỉ nhắc cái nhỏ để mình biết thôi. Đức Phật gọi là Bồ Tát Di Lặc, chứ ngài không có gọi Phật Di Lặc. Sở dĩ ngày nay chúng ta gọi Phật Di Lặc là chúng ta gọi trước, chứ ngài chưa thành Phật mà sao gọi Phật. Ngài là đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, nghĩa là Phật Di Lặc sẽ hạ sanh trong tương lai. Còn gọi đúng ngài phải gọi là Bồ Tát Di Lặc. Cho nên trong kinh không hề gọi này Di Lặc Phật, này Di Lặc Bồ Tát. Tại vì ngài đang là một Bồ Tát ở cõi trời Đâu Xuất, chờ ngài để tiếp tục con đường của Đức Phật. Còn lâu lắm. Cái chuyện mà nói là tôi ở năm tới này mình dự hội Long Hoa của Phật Di Lặc nha. Cái này là cải lương đó, tuồng phim đó, chứ còn không có phải. Khi nào con người không còn biết Phật Pháp gì nữa thì mới cần một Đức Phật khác ra đời để tiếp nối. Giờ con người mình tuy rằng xa Phật 2000 năm, mình chưa biết, chưa quên Phật mà, chưa quên Pháp mà, mình còn tu tập, mình còn biết Phật Pháp thì, mà hơn nữa, khi nào con người sống ở kiếp giảm tận cùng, bây giờ mình đang trong kiếp giảm, nhưng mà kiếp giảm của mình còn tuổi thọ còn cao, đến khi nào con người mình còn có 10 tuổi thọ thôi. Bây giờ là mình đang kiếp giảm nè, hiếm người sống trăm năm lắm. Đây là kiếp giảm. Rồi khi nào mà kiếp giảm xong rồi kiếp tăng, chừng đó Phật Di Lặc mới ra đời. Vậy đâu phải là, mà đâu phải sao, đâu phải lẹ. Bây giờ mình cứ ai cứ nói là sắp sửa Long Hoa hội gì đó, thì ta muốn nói gì ta nói, còn mình hiểu đúng theo Phật Pháp là không có. Hồi nãy Pháp Hòa nhớ quý vị tụng Lương Hoàng Sám có câu đó đó: Long Hoa tam hội nguyện tương phùng, có không? Trong Lương Hoàng Sám quyển cuối. Ta nay đem pháp môn này phó chúc. Chữ phó chúc là gì? Chữ phó là trao phó, chữ chúc là gửi gắm.
phó thác. Thí dụ như mình nói di chúc. Di là để lại, chúc là gì? Lời dặn dò. Di chúc là lời dặn dò gửi lại cho người sau. Còn Đức Phật không có di chúc, Phật là phó chúc, giao phó công việc lại. Không phải là nhớ chia cho đứa này 5 cây vàng nha, chia cho đứa nọ 2 cái hột sàng nha, cái đó là di chúc đó. Còn Phật không có, Phật nói phó chúc. Tôi đem tất cả những giáo pháp tôi phó, và cái sự hành trì, sự tu tập này phó chúc lại cho các thầy. Các thầy tiếp tục công việc đó. Thí dụ như nữa Pháp Hòa hay thầy viện chủ mà già chết đi thì phó chúc cho các thầy. Thí dụ vậy đó. Các thầy, quý thầy đã dày công xây dựng Phật Pháp ở đây rồi, thì giờ các thầy trẻ nên tiếp tục. Giống như bây giờ có mấy đứa nhỏ đi khóa tu hồi nhỏ, lớn giờ bắt đầu mấy đứa nó về chùa, nó phụ mẹ nó làm việc. Pháp Hòa mới nói với mấy chị, mấy chị làm sao mà mình cố gắng mình nuôi dưỡng được ba đời. Hồi hôm qua Pháp Hòa chọc bác Từ Độ, nói gia đình bác là đúng ba đời rồi đó. Bác là một đời nè, chị Hoàng là một đời nè, mấy nhỏ, nhưng mà ráng sao đời thứ ba nữa. Mà đời thứ ba nó phò mấy thầy, đời vào ngoài, đời má nó mà phò quý thầy lớn. Đó là phó chúc. Cho bây giờ mình giống như bây giờ đó, quý bác lớn tuổi đó, mình đâu có để lại được gì cho con cái đâu. Tiền bạc mình cũng không mà. Qua đây ăn toàn tiền già, rồi để dành lắm mà được vài chục ngàn. Mà nếu vài chục ngàn đó mà không khéo chia đó, đó thành ra là có chuyện đó. Cho nên cái đó đừng có quan tâm, mà phải ráng tu tập như thế nào để phó chúc lại cho các con, duy trì được cái truyền thống, cái văn hóa. Cái đó là phó chúc. Cho nên Đức Phật lúc nào cũng phó chúc cho các thầy nên thọ trì đọc tụng. Chữ thọ là một nghĩa nha. Chữ thọ là mình nhận nè, chữ trì là mình giữ nè, phải không? Rảnh rỗi đem ra đọc. Còn khi nào mà lên tới giờ EA kêu tụng, vậy hằng ngày mình có thọ trì đọc tụng không? Thí dụ có nhiều vị không biết tụng không? Đọc, mở ra đọc như đọc sách vậy. Nhưng mà ý nghĩa là vẫn là thọ và trì. Cho nên là ai cũng thọ giới hết á, nhưng mà có trì giới không? Cho nên thọ giới trì giới, thọ y trì y, thọ bát hay trì bát. Cho nên á, ôm mình bát đi khất thực gọi là trì bình. Trì bình khất thực. Và ai cái gì cũng ham thọ mà không giữ gì hết á. Thọ trì. Các vị mà lên Tắc Bạch an cư đó, nhớ cẩn thận đừng có buông lung. Thầy mà nhận mình Tắc Bạch an cư, mình chỉ đáp theo gì? Thọ trì. Có nghĩa là con nhận cái lời dạy của Ngài và con xin gìn giữ cái lời dạy đó. Đúng như lời mà tu, nay ta đem phó chúc cho các ông nên thọ trì đọc tụng đúng như lời dạy mà tu hành, cùng giảng dạy rộng rãi cho mọi người. Đúng như lời dạy mà tu hành. Sau khi ta niết bàn, nên đem pháp lớn này làm Phật sự. Thấy chưa? Vậy thì Phật sự của mình đó là phải đem cái này vô. Đem cái này vô, ứng dụng trong Phật sự, khiến cho tất cả chúng sinh đều được an vui. Mình làm Phật sự sao mà chúng sinh an vui? Còn mình làm Phật sự sao mà lát chúng sinh nổi bồ đề gai với mình hết là biết là trong Phật sự này nó có pha rồi. Cho nên muốn làm Phật sự nè, Phật tâm, Phật lực mới thành ra Phật sự được. Bồ Tát Di Lặc bạch Phật: chúng con xin kính vâng theo lời Thế Tôn dạy. Kính bạch Thế Tôn, nên đặt tên này là gì và phụng trì như thế nào? Thường thường trong kinh, mỗi khi nói xong rồi các vị hay hỏi Phật lắm: Phật giảng hay quá, giờ xin Phật cho con biết cái bài pháp này tên gì. Mà hồi xưa là các vị hỏi xong rồi là Phật nói liền.
Còn bây giờ Pháp Hòa giảng xong rồi mấy cô cứ nèo nẹo đi theo hỏi bài thầy tên gì, bài thầy tên gì, nói dạ chưa đặt tên. Có nhiều khi 2 tuần lễ sau mới đặt được cái tên. Phật nói kinh này tên là Thuyết Giảng Bốn Pháp Môn. Thuyết Giảng Bốn Pháp Môn là mình dịch lại từ cái chữ là Thuyết Tứ Pháp Môn. Tại vì quý vị mà nghe lại hết những bài ở trước đó là Phật nói bốn pháp, bốn pháp, bốn pháp. Cho nên Phật nói bài kinh này tên là Thuyết Tứ Pháp Môn, gọi là Thuyết Giảng Bốn Pháp Môn. Còn có cái tên nữa là Thành Tựu Bồ Đề Đạo Pháp. Mình muốn thành tựu được Bồ Đề Đạo Pháp thì đây là cách. Thường thường Phật giảng kinh Phật hay cho vài tên lắm. Có nhiều bài kinh hả, 9-10 tên luôn. Rồi tùy theo sau này các vị mà dịch kinh, người ta lựa một chữ, một cái đề tựa nào ta đặt cho tên kinh cũng được hết. Các ông phải cùng nhau thọ trì. Phật thuyết giảng kinh này xong, Đại Bồ Tát Di Lặc, Trưởng lão Đại Ca Diếp, Trưởng lão A Nan và tất cả trời người Atula ở thế gian nghe Phật thuyết pháp hoan hỷ phụng hành. Nghe xong rồi phải vui vẻ vâng làm. Đó là lúc nào cũng cái kết của bài kinh, tín thọ phụng hành. Hoan hỷ tín thọ phụng hành. Hay là hoan hỷ phụng hành. Thì chúng ta đã xong cái bài kinh này. Thì sau 19 buổi học thì thưa đại chúng á, là cái bài kinh này có tên là bốn cái đại thừa tứ pháp, tức là bốn pháp kinh, bốn pháp mà thể hiện được cái đại thừa. Bây giờ ví dụ thôi, Phật nói là khi bố thí thể hiện việc gì đó để người ta thấy rằng mình quả thật là bố thí đại thừa. Hay là mình làm một việc cho ai đó, chúng ta hãy làm việc đó dù nó lớn. Thì cái việc nó lớn rồi phải không? Thì cái tâm cư xử đó phải lớn tương đồng, để cái việc lớn này nó được gọi là đại sự. Phật vì một đại sự nhân duyên mà có mặt ở đời. Tưởng sao? Đại sự gì biết không? Chỉ làm một việc thôi, đó là khai mở cho chúng sanh, gọi là khai. Chỉ rõ cho chúng sanh, gọi là thị. Khai thị chỉ rõ cho chúng sanh thấy gì? Thấy được cái tri kiến của Phật, để mà hội nhập được vào cái tri kiến đó. Đó là việc lớn của một người, như một vị Phật ra đời đó. Vậy thì mỗi Phật tử chúng ta đi chùa, chúng ta làm Phật sự, chúng ta sống tu, chúng ta đều có đại sự để làm. Đại sự của chúng ta là gì? Là thể hiện được cái Phật chất ở nơi mình. Thật ra chúng ta mỗi ngày đều ăn, đều sống, đều nói hết. Nhưng chúng ta cố gắng làm sao chúng ta thể hiện được cái Phật chất ở nơi mình. Cái chất Phật á. Phật chất là cái chất Phật á. Hồi nào giờ mình là chất phàm phu, nhưng mà giờ mình vô đây mình ngâm ở trong này bao nhiêu năm rồi. Xin thưa đại chúng là cái bắp cải á, mà ngâm lâu á, bắt đầu ăn nó thơm cái mùi dưa cải, thơm của mùi dưa chứ nó không còn cái mùi nồng của dưa cải, của bắp cải nữa, vì nó ngâm lâu rồi. Cái gì mà mình có nhồi, có làm rồi xong rồi nó không còn mùi đó nữa. Ta thường kêu là bán cái mùi đó đi. Mình rồng rạc phàm phu vô chùa, trời ơi bao nhiêu gia vị của chùa ướp, mà sao mấy chục năm ra nó không có thấm. Cái này là cái gì? Cái này khúc gỗ rồi mình ngâm gia vị thôi. Chứ nếu mình là cái miếng rau gì thì nó là khác rồi. Đây là nói mình, là nói chung hết đó. Chứ không phải là nói quý vị là tôi cũng có, không có. Tôi cũng có. Thế trong này mới nói á, đại thừa tứ pháp là chúng ta thể hiện tất cả các pháp bằng cái tâm đại thừa của chúng ta.
Nhiều khi việc đó rất nhỏ nhưng mình đã thể hiện bằng tâm lượng của Đại Thừa, người ta nhận nó. Có nhiều khi việc rất lớn nhưng mình đã đem cái tâm lượng tương đồng với việc lớn đó, cho nên nói làm xong rồi, wow, thiệt là đại sự. Cho nên á, mỗi khi mà một Đức Phật sắp sửa nói cái gì, trời đất rung chuyển hết. Nó là tượng trưng cho cái gì? Đó là một cái sự tác động. Quý vị nào đọc trong kinh Hiền Nhân nha, Đức Phật nói kinh mà con ếch nó còn phải lên tiếng. Nghĩa là gì? Đó là cái trí bi nó làm cảm hóa, chứ không có gì hết đó. Có một cái con chó đó, nó tới cái ông vua, nó sủa quá trời quá đất. Ông vua tưởng đâu là nó đói, đem đồ cho nó ăn. Ăn no nó cũng sủa sủa, tru lên khó nghe lắm. Thì cuối cùng ông mới hỏi cái người đó, cái vị hiền nhân đó, tại sao con chó này nó như vậy? Bây giờ thưa, con chó này nó có một cái đặc tính, hễ nơi nào là có kẻ ác, cái tiếng nó sẽ khiếp lắm. Thưa đại vương, đại vương nên điều phục đất nước này như thế nào để tiếng con chó này nó không còn tru tréo như thế nữa? Mà hễ con chó này nó gặp người ác nó sủa, thế thì tự nhiên ông vua phải hiểu nha, vua mà ác là chó nó sủa, vô hiền thì chó nó im. Tùy vào cái sự đó. Kinh Hiền Nhân, quý vị đọc cái kinh đó, hay lắm. Cái bài kinh này Pháp Hòa giảng rồi, cách đây mười mấy năm. Kinh Hiền Nhân. Và cái kinh này ở trong kinh đó, có tên là Kinh Ông Bụt, Hiền Nhân Kinh, mà nó còn có tên gọi khác là Kinh Ông Bụt. Hồi xưa mình có in cái quyển kinh này phát mà lâu lắm rồi, mười mấy năm rồi. Rồi lúc đó Pháp Hòa có nói về cái bộ kinh này, cũng mấy buổi đó, có dịp ở đại chúng nghe lại. Mà cái thời đó thì chưa có video gì đâu, còn thâu trong băng cassette đó. Rồi sau này các vị mới chuyển từ băng cassette ra CD. Chứ hồi Pháp Hòa nói cái kinh đó là nó còn ở trong cái thâu trong băng cassette đó. Thì thưa đại chúng, hôm nay chúng ta đã hoàn tất cái bản kinh kinh gì? Đại Thừa Tứ Pháp ha. Thì mong đại chúng có dịp nghe lại hoặc là đọc lại để chúng ta ôn lại. Cái gì mình nghe thôi chứ chưa có hết nhớ hết đâu. Rồi có dịp chúng ta ôn lại. Và cuối cùng là chúng ta xin hồi hướng, tức là nguyện đem cái công đức học kinh này, cũng mong cho mọi người có cơ duyên thấy nghe được bản kinh này mà phát tâm Bồ Đề tu các pháp lành. Xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi tất cả các buổi học Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin đại chúng xả chân. Và xin nhắc đại chúng là ngày mai chúng ta sẽ ngồi thiền 6 giờ và lại kinh Vạn Phật lúc 6 giờ rưỡi sáng. Đại chúng nhớ theo dõi chương trình. Ngày mai có lễ Phật lúc 6 giờ rưỡi, ngồi thiền lúc 6 giờ. Và chương trình 10 giờ rưỡi chúng ta vẫn làm lễ như thường. Buổi tối thì 7 giờ có Phật Pháp Vấn Đáp. Đó là chương trình của ngày mai.